Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ review kỹ thêm cho anh em về cái chai keo dán chuyên dụng dùng trong xây dựng của hãng 3T anh em ơi. Dòng này có 65.000 tuýp thôi. Anh em chuyên dán những các bề mặt như là alu nè, rồi gạch ceramic, rồi đá và hầu hết các vật liệu dạng ghép tấm pano ha. Cái keo này thì cái anh em khi dán phải vệ sinh sạch ha. Rồi nó phải có đạt cái độ mà chết của cái keo á. Thì bên mình thì hôm trước mình test đó thì nó tầm khoảng cỡ 22 tiếng anh em, hoặc không thấy khoảng ngày đó, để cho cái độ keo nó chết hết thì nó mới đảm bảo được cái yêu cầu. Khi mà xài keo này nè, nó mà anh em mà muốn xài lâu dài á thì một á, xài xong á anh em kiếm cái gì làm kín cái đầu lại, có thể dùng băng keo điện nó quấn lại ha, dùng băng keo điện nó quấn lại. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ bịt, nên chúng ta két cái keo dưới đầu dưới đây cho nó kín lại, nói chung làm sao cho nó kín hơi anh em, là chúng ta có thể xài được từ nửa năm cho lên khoảng đó nha. Thì những keo này chúng ta phải bảo quản ở nhiệt độ mát nha, ở nhiệt độ mát, nếu mà để ngăn mát tủ lạnh càng càng tốt, nếu không để nhiệt độ bình thường bên ngoài chúng ta cũng đã để được khoảng đâu đó khoảng nửa nửa năm rồi đó nha. Tiếp keo này mà với điều kiện là chúng ta phải bịt kín này lại nè, bịt kín này là gì, dùng băng keo điện quấn lại, hoặc là chúng ta sẽ kín nó dưới đây lại, nói chung làm sao cho nó kín càng tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đi test ra. Đầu tiên á, mình sẽ đi dán này vào trong đây đó, dán này trong đây rồi mình sẽ test ra cái độ bám của nó nha. Cái nhất, cái thứ hai nữa mình sử dụng cái miếng này mình dán vô luôn, rồi keo của nó nặng anh em ạ. Cái miếng này thông thường ở gia đình chúng ta hay có nè, nó có số miếng dán ở đây mà để lâu ngày anh em biết không, miếng dán này nó bị rớt ra à, cái keo này mà lâu ngày nó bị rớt ra thì nó không dính. Thì bây giờ mình sử dụng cái keo này mình sẽ check test thử cho anh em luôn nha. Rồi ok, thì cái công việc mình vậy đó nè, và một chút xíu mình sẽ test thêm hai cái cây này nữa nha. Thì đầu tiên khi mà làm thì mình sẽ vệ sinh cái thanh này nè cho nó sạch đi đó, vệ sinh sạch sẽ đi ha. Rồi anh em chờ chút. Rồi bây giờ mình sẽ check keo lên nha anh em. Đó. Em tùy theo cái mình chắc keo ít nhiều ha, thì tùy theo chúng ta thôi. Keo này nó dính dữ lắm, hôm trước mình đã có review một lần cho anh em rồi đó ha. Thì em kéo sao anh em kéo được, mình thì kéo như vậy đó, xong ha. Rồi dán lên, tại giờ mình quay con tay thôi đó, dán lên ha. Rồi đây đó. Ok ha, mình chuẩn bị sẵn keo nè, giờ anh em chờ xíu ha, tựa nó vào, tại vì nó phải có cái điểm để nó giữ lại anh em ha, chứ nó không thì nó đâu có giữ lại được đó. Nó phải giữ như vậy, đây keo xuống nó giữ đâu nè, đầu bên đây cũng vậy ha. Mình lấy xuống đó, giữ lại nha, giữ cho nó dính vô anh em, đầu đây cũng vậy. À, ở giữa này thì giữa này không cần đâu, ở giữa đây thì giờ mình sẽ két thử cái này, mình test cho anh em nè nha. Mình sẽ két này coi nó vô đây, hôm sau mình sẽ giữ ha, cho nó cứng như thế nào nha. Đó thì công việc như vậy đó anh em, chờ xíu đây, dán ở đây ha. Đó, như đây được rồi nha, này đưa vào. Ok ha, khi mà dán cái này vô, ồ keo này dính dở mang luôn nha, dán này vô nên em cũng phải tựa cố định nó lại nha, cho nó không có bị chạy đó, nó phải giữ cố định như nè. Rồi vậy mình cứ chờ khoảng 24 giờ thôi nha, 24 giờ thì mình sẽ test lại, nên mình sẽ thử thử cái độ bám của nó cho anh em cùng coi nha. Đó bây giờ mình đã cố định hết rồi đó. Ok ha, nãy giờ mình đi thử là cái keo này, bây giờ mình sẽ đi thêm một cái công việc nữa, test luôn sẵn đây, test luôn đây. Giờ mình sẽ ráp hai cái này lại ha, như vậy nè. Ok ha, mình sẽ thử cái độ cứng của nó. Rồi rồi đây, ráp vô anh em ha. Thì vậy thôi, mình để cho nó đủ độ chết ha. Này mình không có đồ mình kẹp lại anh em ơi, ha, kệ tạm thời vậy luôn ha. Ok ha, tại khi nào mà nó khô đi thì mình sẽ lên đây mình sẽ thử ha. Rồi về phần cái keo này nè, khi mà anh em xài xong thì nhớ ha, là chúng ta sẽ dùng keo điện quấn này lại
nha, không không có băng keo điện thì chúng ta có thể dùng bình ni lông nó quấn lại, xong chúng ta bơm cho miếng keo nó xì ra một cục như này nha, để cho chi nó có khô quá, nó khô từ cục này khô vô trong. Anh em để ví dụ như càng lâu thì nó khô từ ngoài vô nè, nó khô từ 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 vô trong đây nha. Rồi khi chúng ta cần xài chúng ta rút này ra, ta đẩy cục silicon cũ chúng ta xài lại trong đây nha. Trường hợp mà để lâu quá đó, nó khô luôn tới bên trong á, thì anh em chỉ việc anh em cắt ra ha, cắt ra, hoặc là chúng ta sẽ khoan một cái lỗ, chúng ta lấy silicon chúng ta xài nha. Nhưng chúng ta khoan một cái lỗ nhỏ này rồi chúng ta ép nó xuống, chúng ta lấy silicon chúng ta xài, hoặc là khoan lỗ kế tiếp chúng ta xài, khi nào xài hết thì thôi nha. Nói chung là chúng ta tiết kiệm tất tật có thể, tại vì keo này thì tính ra 65 ngàn thì cũng không có mắc lắm mà cũng không có rẻ lắm nha. Để chúng ta xài gia đình mà anh em ha, rồi chúng ta cần chút xíu chúng ta xài thôi, ví dụ dán cái cục đó nha. Thì đa phần thì anh em để lâu lắm, cái bình thường anh em bịt cái này kín mít lại để lại cũng vài tháng á nha. Ok thôi thì bây giờ mình đã dán xong hết rồi nè, bây giờ mình chờ đủ đủ tiếng ha, đủ tiếng rồi mình sẽ kiểm tra coi nó có nó cứng như thế nào nha. Đó. Hôm trước là mình đu lên luôn đó nè ha, đu lên luôn đó, rất là ngon, nghĩa là anh em xài xong mình đu lên luôn, nó không có rớt luôn đó. Hôm trước mình test ở ở cửa hàng mình á, bây giờ anh đang ở nhà đó, cũng có tiết keo đem về xài nè ha, nó ngon quá. Thì hôm nay sẽ test thử cho thực sự, cái này cũng dán vào cái đầu linh tinh ha. Ok rồi chờ đủ giờ mình quay lại nha anh em. Rồi ok tiếp anh em ha. Bây giờ sau khi keo nó chết rồi, hôm nay mình sẽ lên mình test thử anh em nha. À, đúng ra thì cái này mình để hơi hơi lâu, tại vì treo đây hổm quên, thì này mình để tới 3 ngày luôn anh em nha, 3 ngày luôn đó. Thì lọc ra hết rồi đó ha, khá là cứng nha. Thì bây giờ mình sẽ đi test thử anh em ha. Rồi ở trên đây thì nó sẽ có cái đây nè, đây dán lại nè ha, nó cứng ngắc nè. Ok nha, mấy cái này thì đứng lên biết sao này. Ok coi ha, ngon lành. Thôi giờ mình thử cái này trước đi ha. Thì nói chung thì cái keo này á, thì nó chuyên dùng trong xây dựng nha anh em, chuyên dùng trong xây dựng, hoặc cả nhà chúng ta cần dán gì đó thì chúng ta có thể dán được. Anh em lưu ý dùm, khi dán thì keo nó sẽ chết ra hoàn toàn thì nó mới đảm bảo được cái độ cứng cứng nha. Còn nếu mà nó tại cái keo này anh em ơi, đây nè, anh em đi nè, khi mình đây nè. Đó, mình bóp bóp đây nè, đó, độ nó dính ghê chưa, đây nè, đó, nó dạng màu cong nha anh em ơi, nó không có màu nha, màu cong, nó dạng màu cong á, đó, anh em thấy không, mỗi lần mình dán ra cái là nó dính cực kỳ luôn á, đó, cái độ bám dính nó cứng dữ lắm, ha, đó, thì bây giờ dán như nè, à, không có hàn gì hết nha anh em, đó, không có dấu hàn gì hết, rồi, giờ mình sẽ đi đu thử anh em coi ha. Này làm ở trên sân thượng ha. Ok. Rồi. Ok ha. Rồi, em xem thử nha. Đây này, tu ha. Sao ta? Học cái thế này. Rồi. Cứng ha. Đó nè. Rồi, thôi, này nó cứng lắm anh em. Còn cái bát này thì đây đó, nha, cái bát đó thì bây giờ anh em ví dụ như mà mình có thể mình treo những cái gì và vật dụng ở đây nè, ha, mình có thể mình treo treo vô được nha. À, như cái bóc này thì nó bằng nhựa rồi, anh em có thể treo những cái gì gia đình đó ha, nó vừa vừa thôi. Còn ở đây, đây là cái cây này, đây, hai dấu hàng đây, dấu hàng ha. Rồi ok. Đây. Đây. Còn nguyên. Nha. Nói chung thì để mà keo dán cứng á, thì anh em phải dùng cái mặt này nè, nó phải tiếp xúc tốt, nghĩa là nó phải sạch sạch tiếp xúc tốt nha. Chứ nếu mà cái mặt là chúng ta không có dơ, nó bị dơ bị bụi hoặc là nó có lớp sơn sắp cóc á, thì dù vậy thì nó chúng ta dán bên ngoài cũng không có ăn,
bây giờ nó không có cứng lắm, bởi vì nó có lớp sơn bên ngoài á. Ví dụ chúng ta dán lớp sơn với sơn nhau đi thì tróc lớp sơn ra, thì ví dụ anh em phải, cái sắt nó phải cứng như vậy ha. Đó. Chứ nhiều lúc nó dơ hoặc là sơn cần tróc nó dán nó cũng không có ngon ha. Như này thì dán nó cứ ngắt lên em, dán xong thì không biết đường nào gỡ luôn á nha. Đó, thì xong cũng chả biết đường nào gỡ luôn, thôi kệ đi chứ sao kìa. Rồi thôi, anh em có nhu cầu về mua keo thì liên hệ ha. Giá có 65 ngàn thôi, rẻ mà anh em. Nha, có 65 ngàn tiếp thôi. Đó, 65 ngàn tiếp. Ba tê, keo này thì mai này mình bán rất là nhiều luôn. Hôm nay có thời gian thì review kỹ kỹ chút xíu anh em ha. Mình cảm thấy vậy nó cũng rất là tuyệt vời luôn anh em ơi. Cứng ha, 65 ngàn tiếp. Ứng dụng là mấy anh em đi dán alu được nè. Nó lúc trước mình đi làm alu cái tấm này nè. Rồi mình không có, lúc đó mình chưa bán keo này, chứ có mình cũng lấy mình xài rồi, chứ mua mấy thằng kia nó mắc quá. À, Apollo á, loại trong của Apollo bán bảy mấy ngàn tiếp đó nè. Như tầm cầm lại thì dáng này đó ok rồi. Rồi ok nha, anh em nhu cầu mua liên hệ xuống thoại bên dưới, giá thành cửa hàng chưa mua còn phí ship nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.